đây mấy các bạn, các bạn thì mấy cái này là chuẩn bị chín nhá, mình sắp đặt chén rồi. Cái này mình sẽ lật liên tục, nhưng mà các bạn nướng thì lật liên tục cho nó không bị cháy. Mấy cái này là, này là gì nhỉ, mấy cái nấm lại bỏ con nấm lại với lại thịt bò. Mấy cái này thịt bò mình sẽ cho ra trước. Hi, chào mừng em đã quay trở lại vlog tiếp theo mình. Thì hôm nay được khách đi, để hết 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 khách đi các bạn, nên mình phải ra đây tại mua tí. Đây là quán buffet, quán buffet mà trước mình đã ăn rồi, thì mình sẽ ra quay cho bạn xem. Đấy, ăn buffet nướng. Đây là view của quán các bạn. View view của quán này. Thì mình sẽ ra quay cho buffet thôi. Để cho bạn xem. Nha. Chào đấy cô ạ. Đấy rồi. Bên phải em rồi. Đây đồ nhé bạn. Hả? Ờ. Để lấy gì gấp đi. Đây là rất nhiều đồ. 150k các bạn. 150k. Chỗ đồ các kiểu nhiều đấy. Nói chung là được chấm một chiếc đây. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ đi đưa con hàng xóm. Nằm gà rất kiểu sơn sụp. Giờ thì mình sẽ lấy đồ đấy. Hai các bạn thì đây mình sẽ review qua thì đây đồ mình đấy các bạn, rau xà lách các kiểu. Chú ăn buffet này thì tạm thời lấy thế thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nướng các bạn, nướng và chén nó. Bây giờ đây bạn đã cho hết vào ăn. Đấy, giờ thì xin mời các bạn uống coca nào. Đây lúc nãy mình không quên thì review các bạn cái nước chấm các bạn. Đây nước chấm cái gì nhỉ? Chanh. Nước chấm là kiểu chấm gà các bạn, chấm gà này, chấm chanh mỡ ớt, nước me, nước chấm ốc. Đấy, giờ thì chín rồi đây. Rồi mình sẽ lật nó các bạn. Lật nó lên và chén. Chua cái này thì mình làm đồ bếp nhiều nên là không gói các bạn ạ. Chỉ đi để nhớ cho con người yêu mình ăn thôi. Tan đi. Thứ là mình đi để nếu ai đi ăn với mình thì bị hay lừa cho tan các bạn ạ. Ngày xưa đi ăn với bạn mình thì bạn mình chỉ có ăn được còn mình nướng. Tại bạn là mình làm đồ bếp nhiều nên là ăn hay cho mình có ăn nhiều. Cái gì mình cũng được thưởng thức qua nên là mình ấy. Đây là mấy cái này là người ta cho mình ăn no chứ các bạn. Em buffet ăn cái này no trước là tí mình không ăn, sẽ không ăn được mấy cái đồ này nữa. Nên mình sẽ ăn mấy cái này trước. Xong mới là mới ăn mấy cái đồ hoa quả tráng miệng sau.
ăn con ốc và con ngao. Ngao thì các bạn sẽ ăn xong chấm nó như chấm mè ấy các bạn. Đây, chấm mè hoặc chấm này cũng được, tùy các bạn. Khá là ngon. Mình đợi cái kia chín rồi mình sẽ review tiếp. Đây mấy các bạn ạ. Thì mấy cái này là chuẩn bị chín nhá. Mình sắp vào chén rồi. Cái này mình sẽ lật liên tục, nhưng mà các bạn nướng thì lật liên tục thì nó không bị cháy. Mấy cái này là gì nhỉ? Mấy nấm lại bỏ con nấm lại với lại thịt bò. Mấy cái này thịt bò mình sẽ cho ra trước. Có đĩa không nhỉ? Có gì để cho vào không? Mình sẽ làm cái gắp sống và gắp chín các bạn. Thì đây cái này là cái gắp chín này. Lấy cái bát rồi. Đấy. Mình gắp đồ chín vào đấy. Cái này là chín rồi thì. Hả? Này chín. Mình còn miếng cá và cái này cho chín rồi. Chúng cái này thì phải hơi lâu thì nó mới chín các bạn ạ. Ngồi sao trên cao và người bạn tâm sao. Cái này có một bà gái xinh các kiểu. Rồi mình sẽ chén tiếp vào. Đây bạn thì mình nướng chín miếng chân gà rút xương thì lại thưởng thức nó chấm lá chanh đường các kiểu nhé. Quá là phê, giòn giòn ngon ngon, chua chua ngọt ngọt, đủ vị luôn. Đây nó nằm bên Từ Sơn các bạn ạ, nằm ở cách chợ đầu một cây. Đây là lẩu nướng Đông Anh nhé các bạn. Đấy, thương hiệu của Đông Anh thì nó như là Tokyo Đông Anh các kiểu là. Mấy thương hiệu của Đông Anh thì nó quá nhiều cái nổi tiếng các bạn ạ. Mình sẽ ăn cái cá ba sa các bạn ạ. Cái cá ba sa là cá gì không biết nữa, hay là cá chấm cá nó chấm rồi chấm nước mì thì cái nấu chấm này rồi các bạn. Quá là phê. Mình đào đều cho chín lần chén cho bụng của mình nó no. Giờ mình lại gắp ra các bạn. Đây mình sụn chín rồi. Đừng để nó cháy quá ăn nó ung thư các bạn ạ. Chờ lâu lâu mình sẽ đi ăn một bữa. Cái quán này ngày xưa cái đây năm ngoái năm kia mình cũng đi ăn và hôm nay mình mới đi lại đấy.
lâu lâu thì các bạn nên đi ăn một bữa, đây gọi là để thưởng thức chứ thực chất thì để nâng cao mấy cái tay nghề nấu ăn thì mình lên các bạn được xem người ta nấu các kiểu đó. Mình sẽ cho hết chín hết cái này xong mình cho ra một lượt xong mình lại nướng tiếp một lần nữa cho nhanh, rồi nướng cái kia lâu lắm. Thì mình nói thì tập trung cái sữa này thôi, tập trung cái sữa này thôi đó, không thể tập trung bao quanh cái sàn hết được, thì mình sẽ tập trung nướng cái sữa này trước cho nó chín chắc. Giờ mình sẽ cố gắng chế hết nha các bạn, và cùng chờ xem nhé. Anh em sau một hồi chiến đấu thì mình đã này ăn hết hết, ăn hết mấy đống đồ này, đang cố gắng để chén hết cả cái này, nói chung là phải ăn hết, ăn hết luôn, ăn hết, ăn không còn cái nào luôn mới gọi là ăn buffet các bạn, để bạn cùng đợi mình ăn hết nhá. Coca thì hai lon. Các bạn là vừa mới cách ly xong nên là đang đói quá các bạn. Ở trong công ty toàn ăn mấy cái đồ ăn, nói chung mình nhìn nấu ăn nhưng mà nhiều khi không ăn được, cứ nấu xong nó lại ngấy ra. À nên thành ra là hôm nay là lâu lắm mới đi ăn nhà hàng đấy. Chứ là trước là toàn nấu ăn thì nấu lẩu ăn thôi. Đấy. Đây mình sẽ ăn hết. Đây là view quán anh em nhé. View quán rất đẹp, lẩu nướng Đông Anh. Cái gì nhỉ? Đồng Ngạn các bạn ạ. Đường Lê Quang Đạo, phường Đồng Ngạn, Từ Sơn, Bắc Ninh anh em. Anh em có thể qua đây ăn. Thì mình vừa ăn xong và giờ sẽ về nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nhé. Chào tất cả các bạn.